Sát thủ bắn phi công đào tẩu Kuzminov bằng nhiều phát đạn K-59 và lao xe qua người, dường như nhằm phát thông điệp dằn mặt. Maxim Kuzminov, đại úy phi công trực thăng chiến đấu Nga đào tẩu sang Ukraine hồi tháng 8 năm 2023, dường như cảm thấy rất an toàn khi chuyển đến sống tại thị trấn ven biển ở Tây Ban Nha. Anh thuê một căn hộ tại đây để làm lại cuộc đời với số tiền thưởng 500.000 đô la nhận của chính phủ Ukraine bất chấp cảnh báo của giới chức Kiev rằng họ không thể bảo vệ nếu anh ra nước ngoài. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn vào chiều ngày 14 tháng 2 khi phi công này được phát hiện đã chết với nhiều vết đạn trên người. Hai sát thủ bắn Kuzminov trong tầng hầm vắng người của khu trung cư rồi lái xe cán qua người nạn nhân và tẩu thoát. Các hành động của nhóm sát thủ cho thấy thông điệp dần mặt rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tìm thấy và hạ sát các người. Quan chức cấp cao giấu tên thuộc lực lượng phòng vệ dân sự Tây Ban Nha, cơ quan phụ trách điều tra sự việc cho biết một đơn vị đặc biệt của lực lượng phòng vệ dân sự Tây Ban Nha đang điều tra vụ ám sát. Các nhà điều tra tìm thấy hàng loạt vỏ đạn Makarov 9x18 ly, mẫu đạn được sử dụng cho súng ngắn K-59 tiêu chuẩn của Liên Xô tại hiện trường. Khám nghiệm tử thi cho thấy Kuzminov trúng 6 phát đạn, phần lớn vào ngực trước khi bị ô tô cán qua. Giám đốc Sở Cảnh sát địa phương Pepe Avaret nói rằng những vụ giết người ở Tây Ban Nha thường không sử dụng nhiều đạn như vậy. Ông nói đây là dấu hiệu cho thấy vụ hạ sát được tiến hành bởi những sát thủ chuyên nghiệp hoặc tội phạm có tổ chức. Các điều tra viên Tây Ban Nha cho hay nếu không muốn phát thông điệp răn đe, dằn mặt tới những người đào tẩu, nhóm sát thủ cũng sẽ không sử dụng loại đạn dễ nhận ra như vậy. Hai tay súng nhanh chóng rời đi sau khi bắn hạ Kuzminov. Chiếc xe của họ được tìm thấy cách hiện trường vài km trong tình trạng cháy chưa khung, dường như do sử dụng chất cháy đặc biệt. Các chuyên gia Tây Ban Nha mất một tuần để xác định mẫu xe và phát hiện nó bị đánh cắp hai ngày trước vụ ám sát. Chưa có bằng chứng nào cho thấy Nga trực tiếp liên quan đến sự việc, nhưng Moscow cũng không che giấu mong muốn trừng phạt Kuzminov. Sergei Narinskin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại liên bang Nga SVR, tuyên bố phi công này coi như đã chết vào thời điểm anh ta lên kế hoạch đào tẩu. Cộng đồng người Nga và Ukraine sinh sống tại thị trấn Vila Zoyosa, nơi xảy ra vụ án cho rằng Nga có liên quan trong vụ hạ sát Kuzminov. Ivan, 31 tuổi, người rời bỏ thành phố Kherson vào thời điểm đầu chiến sự cho hay tất cả đều tin tình báo Nga đã ra tay, họ có mặt ở khắp mọi nơi. Cựu quan chức tình báo Mỹ, Eugene Rumer cho rằng cái chết của Kuzminov là lời cảnh tỉnh quân nhân Nga đào tẩu mà những người mà Moscow coi là kẻ phản bội. Ông nói, họ đều đang nằm trong danh sách nào đó. Chuyên gia nghiên cứu về lực lượng vũ trang Nga, Andrei Sodatop cho rằng các cơ quan tình báo của Moscow đã chuyển sang trạng thái thời chiến và bắt đầu hành động quyết liệt hơn nhiều so với trước chiến sự họ không chỉ duy trì các hoạt động do thám truyền thống mà còn tiến hành hàng loạt chiến dịch ở nước ngoài trong đó có hoạt động ám sát quan chức cấp cao tây ban nha nói rằng kuzminov sinh sống thiếu khôn ngoan anh ta di chuyển bằng xe mercedes xa xỉ quanh thị trấn thường xuyên đến những quán bar có nhiều người gốc nga và ukraine chưa rõ nhóm sát thủ tìm thấy kuzminov bằng cách nào hai quan chức cấp cao ukraine nói rằng phi công đào tẩu nga đã liên lạc với bạn gái cũ đang sống ở nga và mời cô ấy đến tây ban nha gặp mặt một người nói đó là sai lầm trí mạng giới quan sát cho rằng villa yoyosa là sự lựa chọn kỳ lạ với một người đang bị giới chức nga truy tìm như kuzminov đây là nơi sinh sống và hoạt động của nhiều chùm tội phạm có tổ chức gốc nga một trong số đó được cho là có liên hệ với moscow bất kỳ ai trong cộng đồng người nga và ukraine ở đây cũng có thể nhận ra kuzminov sau khi anh này xuất hiện công khai trong cuộc họp báo ở kiev để kể về vụ lái trực thăng đào tẩu một quân nhân nga đào tẩu đang sống tại tây ban nha cho hay villa yoyosa là khu vực đầy đặc vụ nga Maxim Kuzminov, đại úy thuộc Trung đoàn trực thăng độc lập số 319 của Nga là phi công đã lái trực thăng quân sự Mi-8 đào tẩu từ Ukraine hồi tháng 8 năm 2023 và nhận khoản tiền thưởng tương đương 500.000 đô la Mỹ. Tại một cuộc họp báo ở Kiev sau đó, với hai quân nhân Ukraine mặc đồng phục đứng cạnh, Kuzminov nói rằng anh muốn giáng một đòn mạnh vào chiến dịch của Nga. Anh tuyên bố, tôi không muốn đồng lõa với họ. Nhưng đối với Nga, hành động đào tẩu của Kuzminov bị coi là phản bội. Truyền hình nhà nước Nga chiếu cảnh một sĩ quan tình báo nói, Tôi không nghĩ anh ta sẽ sống đủ lâu để hầu tòa. Kuzminov đã có thể chọn ở lại Ukraine. Các sĩ quan tình báo quân đội điều phối cuộc đào tẩu của anh cho biết, ban đầu Kuzminov đồng ý gia nhập quân đoàn tự do Nga, một nhóm quân tình nguyện Nga chiến đấu cho Ukraine. Tuy nhiên, hai tháng sau, anh thay đổi quyết định, cho hay muốn chuyển đến Tây Ban Nha để làm lại cuộc đời, bất chấp cảnh báo của giới chức Ukraine. Kuzminov đã phớt lờ lời khuyên của các cơ quan tình báo Ukraine. Anh nói với họ rằng Tây Ban Nha là một quốc gia dân chủ và tuân thủ luật pháp nơi anh chắc chắn sẽ được bảo vệ. Một nguồn tin ở Kiev cho biết, anh ấy thật ngây thơ, anh ấy muốn một cuộc sống thoải mái và tin rằng với số tiền như vậy, châu Âu sẽ hấp dẫn hơn Ukraine. Tháng 10 năm 2023, các quan chức ở Kiev đã cấp cho Kuzminov hộ chiếu Ukraine với số hiệu ZZ-84-3153 cùng với danh tính mới là Igor Shevchenko, 33 tuổi. Với danh tính mới, Kuzminov chuyển đến thị trấn Villa Yoyosa, thành phố Costa Blanca phía đông nam Tây Ban Nha. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Kuzminov không có thêm biện pháp bảo vệ nào khác khi chuyển đến nước này. Trước cái chết của con trai, bố của Kuzminov, Oleg Ciaviep, cho biết ông không bất ngờ trước cái chết của con trai và chỉ trích anh là kẻ phản bội. Ông nói, đương nhiên là tôi đoán được chuyện đó sẽ xảy ra với nó. Không quốc gia nào tôn trọng kẻ phản bội. Nó đã phản bội tổ quốc, phản bội đồng đội chỉ vì vai đồng lẻ. Ông Sivayev cho biết thêm đã không gặp con trai kể từ năm 2013 khi được thông báo rằng Kuzminov đang học tập ở phương Tây và làm phi công. Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại SVR của Nga Sergei Narinsky cho biết, Nga có truyền thống không nói xấu người qua đời, nhưng kẻ phản bội này coi như đã chết khi lên kế hoạch thực hiện hành vi dơ bẩn và tồi tệ đó. Đây là lần hiếm hoi quan chức tình báo Nga lên tiếng về sự việc kể từ khi Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine xác nhận Kuzminov đã chết trong vụ nổ súng ở Tây Ban Nha. Kể từ khi chiến sự bùng phát, Ukraine đã tìm nhiều cách để chiêu hàng quân nhân Nga như lập đường dây nóng Tôi muốn sống để liên lạc với những người lính muốn từ chối chiến đấu. Hơn 260 lính Nga được cho là đã đào ngũ thành công qua đường dây nóng này. Chiến dịch chiêu hàng Kuzminov của Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine được coi là trường hợp thử nghiệm xem một người đào tẩu cấp cao có thể sống sót ở Tây Âu với số tiền và danh tính mới mà Ukraine trao cho anh ta hay không. Trong lúc Ukraine và các nước phương Tây thúc đẩy nỗ lực chiêu mộ các quân nhân Nga như Kuzminov, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cũng tìm cách đối phó. Theo các chuyên gia an ninh phương Tây, Tổng cục 3 phụ trách phản gián quân sự của FSB chịu trách nhiệm ngăn quân nhân đào ngũ sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát. Tổ chức này được tăng cường quy mô thành đơn vị lớn nhất trực thuộc FSB. Tổng cục 3 phụ trách phản gián quân sự DKVR có nhiệm vụ giám sát hoạt động của mọi đơn vị trong quân đội Nga nhằm phát hiện dấu hiệu của những kẻ muốn đào tẩu. Theo một tài liệu của FSB bị dò dỉ vào năm 2012, DKVR từng cử tới 20 đặc vụ tới giám sát một đơn vị quân đội đóng tại căn cứ không quân nhỏ, chỉ có 6 máy bay ở tỉnh Kaluga. Khi hàng nghìn công dân Nga chạy sang châu Âu, Trung Á và các nước vùng Kapka để trốn lệnh động viên một phần vào tháng 9 năm 2022, các đặc vụ của DKVR cũng hòa vào dòng người này và dường như đã xây dựng lại hàng ngũ bị suy giảm sau những đợt trục xuất nhân viên ngoại giao Nga gần đây của châu Âu. Tổng thống Vladimir Putin người từng là đặc vụ của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô KGB, tiền thân của FSB, từ lâu đã tuyên bố Nga sẽ truy lùng những kẻ đào tẩu. Tổng thống Putin từng nói, những kẻ phản bội nhận 30 đồng bạc trắng cuối cùng sẽ chết nghẹn vì chúng. Ông Putin đưa ra phát biểu này khi đề cập đến câu chuyện Judah nhận 30 đồng bạc để bán đứng Chúa giê -xu. Nhiều quan chức tình báo Mỹ và châu Âu nhận định các cơ quan tình báo Nga giờ đây đang thẳng tay hơn trong chiến dịch thanh trừng những kẻ đào tàu ở nước ngoài. Giới chuyên gia phương Tây nhận định danh giới giữa ba cơ quan tình báo an ninh chủ chốt của nga gồm ssb svr và gru ngày càng trở nên mờ nhạt khiến việc xác định bên nào tiến hành chiến dịch thanh trừng người đào tàu trở nên khó khăn hơn các cơ quan này từng hoạt động rất độc lập song giờ đây họ đang trao đổi nhân sự và thiết bị cho nhau một chuyên gia về các cơ quan an ninh nga tên là andrei sondatov nhận định một số người cho rằng an ninh và tình báo nga gần đây tăng cường sử dụng công dân nước ngoài trong các chiến dịch trừng phạt ở nước ngoài các cơ quan hành pháp của Anh năm ngoái đã bắt 5 công dân Bulgaria với cáo buộc làm gián điệp khi theo dõi những người Nga sống lưu vong ở London. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.